có một gương mặt đẹp và ấn tượng trong những ngày đặc biệt, chúng ta phải biết cách trang điểm sao cho phù hợp với khuôn mặt. Xin giới thiệu đến quý vị chuyên viên trang điểm Phi Nguyễn với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề make up, đã từng trang điểm cho những chương trình lớn như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Người Việt, Hoa hậu Áo dài Bắc Cali và đặc biệt chương trình Miss Universal lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Hiện Phi Nguyễn đang đảm trách chương trình Làm đẹp ngày mới trên Netflix TV. Phi Nguyễn nhận trang điểm bới tóc cho cô dâu đi tiệc sẽ làm cho quý vị trở nên lộng lẫy, đẹp ấn tượng, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung quyến rũ. Xin gọi Phi Nguyễn Artist 669-900-3686. 669-900-3686. Hi, xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Làm đẹp ngày mới. Mình là Makeup Artist Phi Nguyễn. Rất vui vì đã gặp lại những quý vị khán giả thân thương của chương trình. Và quý vị ơi, mùa thu của chúng ta lại sắp sửa đến rồi. Chính vì vậy hôm nay Phi sẽ gửi đến quý vị một mẫu makeup mang phong cách mùa thu để cho các bạn gái của chúng ta có thể tự làm đẹp cho bản thân mình vào cái tiết trời thu ấm áp này nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào thực hiện thôi nào. Và bước đầu tiên, ta sẽ làm sạch mặt người mẫu bằng một lớp toner. Kế tiếp, ta sẽ sử dụng một lớp lip balm để làm mềm môi. Bước kế tiếp sẽ là một lớp moisturizer để làm mềm và săn chắc da lại. Bước kế tiếp, ta sẽ sử dụng một lớp liquid foundation để che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt của chúng ta. Tiếp theo sẽ là một lớp blush powder phủ lên toàn bộ lớp nền ta vừa đánh. Tiếp theo sẽ là phần eyeliner. Bước kế tiếp sẽ là phần gắn mi giả. Kế tiếp, ta sẽ cho một lớp base để cho màu mắt của chúng ta được bám lâu hơn. Về phần màu mắt, trước tiên ta sẽ cho một màu đen đánh vào phần giữa của đôi mắt. Kế tiếp, ta sẽ cho một màu nâu vàng đánh vào phần trên của đôi mắt. Kế tiếp, ta sẽ cho một màu sáng hơn đánh vào phần khóe mắt của chúng ta.
Vậy là Phi đã hoàn thành xong phần mắt của mình. Bước tiếp theo sẽ là phần chân mày. Tiếp sẽ là phần sống mũi. Bước kế tiếp sẽ là một lớp contour để cho các mặt của chúng ta được thon gọn hơn. Tiếp theo sẽ là một lớp powder foundation phủ lên toàn bộ lớp makeup của chúng ta. Về phần môi, Phi sẽ chọn tông màu nâu để tô điểm cho đôi môi của chúng ta. Bước kế tiếp sẽ là phần má hồng. Vậy là Phi đã hoàn thành xong phần makeup của mình. Bước tiếp theo sẽ là phần tóc. Vậy là Phi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình rồi. Quý vị cảm thấy thế nào? Người mẫu của chúng ta hôm nay trông rất là sexy phải không ạ? Hy vọng rằng với tác phẩm này, quý vị sẽ có thể áp dụng được cho bản thân mình vào tiết trời thu ấm áp này nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.
phai pha rơi.